Trong đêm qua và sáng nay 23 tháng 8, miền Bắc đã xảy ra một đợt mưa rất lớn gây ngập úng, đặc biệt là tại khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội và Hòa Bình. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 22 tháng 8 đến 9 giờ ngày 23 tháng 8 ở một số nơi vượt hoặc chạm ngưỡng 200mm, như Đồng Quang, Thái Nguyên là 219mm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 195,4mm. Đại diện cơ quan khí tượng cho biết đã có điểm đo ở khu vực Hà Nội có lượng mưa vượt giá trị lịch sử. Khu vực Hoài Đức của Hà Nội, cái lượng mưa trong đêm qua đến sáng nay là 193mm, đã vượt cái lượng mưa ngày lịch sử ở khu vực Hoài Đức là 190mm, thiết lập vào tháng 8 năm 2022. Và cái nguyên nhân của cái đợt mưa lớn trong cái đợt mưa này thì chúng tôi đã xác định là cái hình thế, đó là cái vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên đến 5.000m, cộng thêm với tác động của cái trường gió đông nam của khối không khí biển lớn từ phía đông vào. Cùng với mưa lớn, hàng nghìn cú sét đã giáng xuống Hà Nội và các tỉnh miền Bắc trong tối qua 22 tháng 8. Vì vậy, thông tin dự báo mưa được người dân vô cùng quan tâm để có những phương án ứng phó phù hợp. Cái hình thế, cái vùng xoáy thấp và cái đới gió đông nam tiếp tục duy trì. Vì vậy, trong ngày và đêm hôm nay, khoảng thời gian từ nay đến hết của ngày 24, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục xảy ra cái mưa lớn. Với cái lượng mưa chúng tôi nhận định là khoảng từ 50 đến 100mm và có nơi trên 200mm. Ngoài ra thì các khu vực khác của Bắc Bộ, cái lượng mưa cũng có cái lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm và có nơi trên 100mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, giai đoạn từ nay đến tháng 9, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa và mưa to diện rộng